2 tháng mà cái loại F1 không? À, chào em. À, chào em có, hiện tại đang có hai đàn được 2 tháng tuổi rồi. Nhưng mà sao lại cứ phải nhất thiết là phải F1? Đây đang có hai đàn, một đàn F3 và đàn F2 thì em có xem không? Không, em thích F1 cơ. Em thích F1 chứ F2, F3 thì nó lai nhiều quá rồi. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Qua cái cuộc điện thoại vừa rồi cũng là một cái chủ đề của video clip ngày hôm nay. Thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là trong cái thời gian vừa qua ấy, thì cũng có thực sự là rất nhiều các bạn có điện thoại đến cái trại chó Phú Quốc Hải Phòng của Hùng. Đấy, cũng như nhắn tin inbox vào trong tất cả các phần bình luận của những cái video Hùng chia sẻ trên kênh YouTube của Hùng đấy. Thì cũng có hiểu về cái con chó Phú Quốc là con chó F1, là con chó thuần chủng. Đấy, thì cũng rất là nhiều bạn hỏi, thì Hùng cũng không có bôi bác hay là chê bai gì cả, nhưng đây là do là các bạn cũng chưa hiểu, chưa tìm hiểu về con chó Phú Quốc, cho nên là chưa biết về cái thế hệ F1, F2 nó ra làm sao. Đấy, thì tất nhiên là cái kiến thức này thì anh em chơi chó, trong giới chơi chó Phú Quốc rồi chó bản địa thì hầu như ai cũng hiểu, nhưng mà các bạn chưa bước chân vào chơi hoặc là mới tìm hiểu, mới nghe qua về chó Phú Quốc và cũng yêu quý con chó Phú Quốc, muốn chơi và nuôi con chó Phú Quốc thì cũng thực sự nếu mà chưa hiểu thì cũng không nắm được cái vấn đề này. Và trên mạng rồi thì trên tất cả các diễn đàn thì cũng hầu như là không có những cái bài viết chia sẻ về cái vấn đề này. Cho nên là mình cũng nhận thấy rằng cũng có rất nhiều bạn đang muốn tìm hiểu về dòng chó Phú Quốc rồi chó bản địa của Việt Nam, thì mình cũng làm cái video clip này để chia sẻ đến các bạn, để các bạn muốn tìm hiểu tham khảo con chó Phú Quốc và muốn nuôi con chó Phú Quốc, bước vào cái sân chơi để cho mình có một kiến thức cơ bản về con chó Phú Quốc. Nhưng thì trong cái video clip ngày hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn là thế nào là con chó Phú Quốc là có thế hệ F1. Thì trong cái video trước thì Hùng đã chia sẻ là thế nào là con chó Phú Quốc, và cái video tiếp theo Hùng chia sẻ là thế nào là con chó Phú Quốc F0. Và các bạn có thể là vào cái phần bình luận của cái video này, Hùng có để cái đường link của cái video trước, các bạn có thể tham khảo nhé. Và trong video này thì trong video này thì Hùng chia sẻ các bạn là thế nào là con chó Phú Quốc F1 nhé. Thì thế này, Hùng cũng chia sẻ ngắn gọn cho các bạn tham khảo thôi. Thứ nhất là con chó thế hệ F1 thì nó có thế hệ F1 thì nó có 3 cái trường hợp để sinh sản ra các thế hệ F1. Đấy. Cái trường hợp thứ nhất là cái trường hợp là một đôi bố mẹ, một con đực con cái, đôi bố mẹ là những con chó thế hệ F0 nhé, thế hệ F0. Đấy, thế hệ F0 thì hai con chó kết hợp với nhau sinh sản ra một cái đàn hậu duệ được mang giấy công nhận tạm thời là con chó thế hệ đàn chó con thế hệ F1, đây là công nhận tạm thời nhé. Và cái trường hợp thứ hai nữa là một con chó bố, tôi nói ví dụ nhé, một con chó bố có giấy tờ F từ F0, F1, F2, F3, F4, F5, F0, F1, F2, F3, F4, đấy, mang những cái phả hệ là từ F0 đến F4 mà đã được công nhận giống rồi nhé, đi với một con chó cái F0 thì sẽ ra được đàn hậu duệ là mang cái giấy công nhận tạm thời, giấy F1 công nhận tạm thời là giấy F1 nhé. Và còn một trường hợp nữa là khi mà con chó cái, con chó mẹ, con chó cái đấy
có cái phả hệ từ F0 đến F4 nhé, và từ F1 đến F4 đã được công nhận giống lại rồi, và đi kết hợp với một con chó đực F0, thì cái đàn hậu duệ của cái đôi chó đó sẽ là được cấp cái giấy tạm thời là F1 nhé. Các bạn hiểu nhé, các bạn có hiểu không? Đây, tôi nói ví dụ chẳng hạn như là các bạn cứ hiểu đơn giản như này: bất cứ một đôi chó nào, ví dụ con chó bố là có thể là mang giấy từ F0 đến F5. Đấy, tôi nói cái gì ấy, F0 đến F5, F6 gì đó, nhưng mà cơ bản ấy là từ F1 đến F4 là cái con chó đấy phải được công nhận giống rồi nhé, công nhận giống rồi đấy, và đi với một con chó cái là F0 nhé, đi với con chó cái F0 thì cái đàn hậu duệ nó sẽ ra là F1 đấy, được cấp giấy tạm thời là F1. Và ngược lại, con chó cái cũng vậy, con chó cái chẳng hạn như có cái phả hệ như là từ F0 đến F4 nhé, từ F0 đến F4, mà từ F1 đến F4 đã được công nhận giống lại rồi, đi với một con chó bố đực là F0 thì cái đàn hậu duệ nó ra cũng được cấp giấy tạm thời là F1. Đấy, thì các bạn phải hiểu là khi mà một đôi chó kết hợp với nhau, bất kể là con chó bố là F4, F5, F6 nhưng mà đi với một con chó mẹ F0 nhá, thì chỉ ra được cái đàn chó F1 thôi. Đấy, và ngược lại, con chó mẹ cũng thế, từ F0 đến F4, F5 đi với một con chó đực F0 thì chỉ được ra được cái đàn hậu duệ là F1 thôi nhé. Thì các bạn phải hiểu là khi một đôi chó kết hợp với nhau thì VKA chỉ xác định cái đời mà đầu tiên, chẳng hạn như là cái đời đời đầu tiên là F0 nhé. Một là con chó mẹ là F0, hai là con chó bố là F0, người ta căn cứ vào cái con chó mà ép đời trước để người ta cấp giấy tạm thời cho cái hậu duệ của cái đôi chó đó. Nhưng chứ không người người ta không tính, chẳng hạn như con chó bố F4 công nhận giống rồi đi với con chó mẹ F0 thì không thể ra là F5 được, đúng không? Không thể ra F5 được mà chỉ ra F1 thôi. Người ta căn cứ một chó mẹ F0 thì sẽ để ra F1. Đấy, các bạn hiểu nhá, có ba cái trường hợp. Một là một đôi chó có bố cho mẹ F0 thì ra cái đàn hậu duệ là F1 nhá. Hai là con chó mẹ F0, còn chó bố thì từ F0 đến F5, F6 gì đó, hai con kết hợp đi với nhau thì chỉ ra F1 thôi, hoặc là con chó mẹ từ F0 đến F5, F6 rồi đó đi với con chó bố F0 thì cũng chỉ ra được cái hệ F1 thôi nhá. Đấy, thì các bạn phải hiểu rằng là con chó F1 là nó sản sinh ở những đôi bố mẹ nào ra được con chó F1, và cái con chó F1 đấy thì sau đó nó sinh sản ra những cái hậu duệ là F mấy, F2 hay như thế nào, có được là con chó F2 hay không, thì trong cái video clip mà tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết là con chó thế hệ con chó bố mẹ là F1 nhá, con chó bố mẹ F1 thì đẻ ra thế hệ F2 nó ra làm sao nhá, thì các bạn có theo dõi video tiếp theo thì các bạn hãy đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để khi mà tôi ra cái video cả clip mới chia sẻ kiến thức về con chó Phú Quốc thì các bạn có thể nhận được ngay. Và các bạn nào mà hiểu biết sâu về con chó Phú Quốc và hiểu biết là thực sự là nhiều kiến thức hơn thì các bạn có thể là comment góp ý ở trong cái phần bình luận của video clip này, hoặc là các bạn có thể là share cái video clip này đi để cho các nhiều những các bạn mà đang muốn tìm hiểu cho Phú Quốc có thể là tham khảo để bước vào một cái sân chơi mới nha. Và video clip thì Hùng cũng xin kết thúc ở đây, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Rồi, xin chào. Ôi vàng hả?